Chúng con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự trộm cắp. Chúng con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự tà dâm. Chúng con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự nói dối. Chúng con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Thế Tôn có dạy rằng Imani pañca sikkhapada nisa dukkhaṅkato appamadena chư thiện tín sau khi đã thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo, hãy ráng vâng giữ hành theo cho được thanh tịnh đến trọn đời, chẳng nên dễ vui. A ma bàn tê sa đút lành thay. Thế Tôn có dạy rằng Sile na sugatin yanti, Sile na phoga sampada, Sile na nibbun thi yanti tasma silang vi so thát. Tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được giàu sang nhiều tài sản cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được chứng ngộ nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cớ ấy chư Phật tử hãy cố gắng thọ trì giới luật, đừng để lắm nhơ. Sa đu lành thay. Dạ, kính mời tất cả đạo tràng lắng lòng thanh tịnh, chúng ta cùng nhau sám hối tam bảo. Uttamange nak wan đề hằng pa đa pham su su rút tamang bụt thê yo kalito đô so bụt đô kama tu tăng mà măng. Uttamange nak wan đề hằng Dhammam cha duittam varang Dhammeyo kalito doso Dhammo kamatutang mamang Uttamangena vandehang Sangham cha duittam tamang Sangheyo kalito doso Sangho kamatutang mamang. Chúng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ quy trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho chúng con. Chúng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai loại pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho chúng con. Chúng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho chúng con. Sakkato buddharatanang osatthang uttamang varang hitang deva manussanang bhutate cena sothinanassang tupadava sabbe dukkha vupasamantute. Sakkato dhammaratanang osatthang uttamang varang parilahupasamanang dhammate cena sothinanassang tupadava sabbe payavupasamantute. Sakkato sankharatanang osatthang uttamang varang ahuneyang pahuneyang sankhate cena sothinanassang tupadava sabbe rogavupasamantute. Xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, những khổ não của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Phật và nhờ lòng tôn kính Phật bảo là nguồn lợi ích tối cao của chư thiên và nhân loại. Xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, những lo sợ của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Pháp, nhờ lòng tôn kính Pháp bảo như món linh dược quý cao là Pháp trấn tịnh điều phiền não. Xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, những bệnh hoạn của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Tăng, nhờ lòng tôn kính Tăng bảo như món linh dược quý cao đáng để cho người cúng dường. Và quang nghênh tôn trọng Sĩ Tham Ma Thu, Sĩ Tham Ma Thu, Sĩ Tham Ma Thu, Y Đăng Phó Lăng,
Etasmin ratanata yasmin sampasada na cheta so cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa đu sa đu lành thay. Dạ, con xin đại diện đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã từ bi hoan hỷ ban tam quy và ngũ giới cho tất cả hàng Phật tử chúng con. Và con cũng đã thấy sư sư Pháp Thanh đã đến vào đạo tràng. Vậy xin mời Nguyên Như hoặc là Nguyên Trang đại diện đạo tràng chúng ta làm nghi lễ thỉnh Pháp sư. Dạ, con xin dừng mic lại. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và con Nguyên Như con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, con xin kính đảnh lễ sư Nguyên Thông và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Và sa thú anh Lý đã đại diện cho lớp học để mà lễ bái Tam Bảo và xin giới cho với chư tăng ngày hôm nay. Và bây giờ con thấy thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh Pháp Sư ạ. À. Nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa tu Arahato Samma Sambuddhassa. Brahma Jaloka Thipati Sahambati Gatan Jali An Thiwaran Ayajatha Santi tha san tâm ba ra chẳng kha cha ti ca đề se tu tham măng anu cam bi măng ba chẳng san tham ma phê rin Quy nhà dân cha ca dân Sùa tân cha bần thân A phi thầm mà chăm măng A cô ta dân tô Cha tu sân cha đành đăng Ba bố tha nầy dê, ba rì xa và mạnh chê. Ê văn xa hâm bà ti Brahma, phá gà văn tăng a dạ cha tha. Tuân hi phà huê na tăng bù thô ca ruôn nhê na thi hoa sa ya tân ha vua tha ya ba đê na ni ga đa dăng ta tô ga tô bành cha vang gia đa vô nay dê A măng ba dê si thăm ma tô ta tô pa phu ti sam bu thô a nu na thăm ma đê sa năng ma kha wa sa ni đê se si san ta năng an tha sinh tha căng Tê na sa tu a yo phan tê Đê sê tu thâm ma đê sa năng Sâm ba di tha pa ri sa ya A nu cam bam bi ca ta vê Nắc mô bút thà giá Nắc mô thầm mà giá Nắc mô sang khà giá Và nguyên như con xin thay mặt lớp học
Kính thỉnh sư Pháp Thanh có thể đăng đàn để thử mic ngày hôm nay trước khi Nguyên Trang hoặc là chị Hà đọc bài ạ. Dạ con xin kính thỉnh sư Pháp Thanh ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Kính chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Hôm nay thì chúng ta trở lại sinh hoạt. Và hôm nay thì chúng ta học cái bài kế tiếp là bài thứ Ngạ Quỷ Sự thứ 48. Và bây giờ xin mời cô Nguyên Trang và cô Hà Quan Hỷ đọc phần chánh kinh và sau đó sư sẽ giải thích và chia sẻ thêm những cái điều trong bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ bây giờ mời mấy cô ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh và con kính chào đạo tràng. Dạ không biết có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn mọi người. Dạ, con xin đọc Chánh Kinh 48, truyện Trục Xe và Cây Gỗ. Trong khi Bậc Đạo Sư đang trú tại Xá Quá Thí, một đệ tử tại gia chất đầy hàng hóa lên xe và đi Quý Đê Há để buôn bán. Khi đã đặt hàng xuống đó, vị ấy chất đầy đoàn xe số hàng hóa mới đem về và lên đường trở lại Xá Quá Thí. Trong khi đang đi giữa rừng, các cái trục của một chiếc xe bị gãy. Bấy giờ có một người đang muốn tìm cây gỗ, liền đem rìu lớn, rìu nhỏ đi ra khỏi làng. Khi đang đi quanh trong rừng, kẻ ấy đến nơi kia và một vị đệ tử tại gia đang buồn khổ vì trục xe bị gãy. Y thấy thương xót người này, liền đi đẳng cây xuống và sau đó, sau khi làm xong một trục xe vững chắc, y ráp cái trục vào xe ấy mà không lấy từ kẻ kia tiền phí tổn gì cả. Nhưng về sau, y từ trần và tái sanh ngay chỗ này trong khi rừng là một địa thần. Khi suy xét hành nghiệp của mình, vị địa thần đến nhà người đệ tử tại gia ấy vào ban đêm, đứng ngay cửa lớn và ngâm kệ này: vật gì mà kẻ ấy đem cho, không chỉ trở thành như vật xưa, vậy hãy cứ phân chia tặng vật, nhờ đem cho kẻ ấy đi qua cả hai thế giới và do đó kẻ ấy đi lên hãy tiến tu. Khi trở lại Xá Quá Thí, vị thương nhân trình chuyện này lên bậc đạo sư. Dạ con đã đọc xong phần chánh kinh. Dạ con kính trao mic lại cho sư để sư giảng cho chúng con ạ. Dạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ cảm ơn cô Hà rất là nhiều đã đọc phần chánh kinh. Dạ thì cái câu chuyện ở đây đó là có một cái người thương buôn sau khi mua hàng hóa chất lên cái cổ xe của mình rồi đi đến một cái nơi xa để buôn bán cái số hàng hóa này, nhưng mà trên đường đi thì phải qua một cái khu rừng và khi mà đi vào khu rừng đó thì cái chiếc xe không may nó bị gãy cái trục. Thì cái người lái buôn thì đang rất là lo lắng, bị gặp nạn giữa đường. Bây giờ ở trong khu rừng thì không có ai có thể mà có điều kiện mà giúp đỡ mình, cho nên là cái vị thương buôn này rất là lo lắng. Nhưng mà cũng may mắn thì có một cái người thợ mộc. Cái người này đang đi vào trong rừng để kiếm cái gỗ để về để làm những cái vật dụng. Thì khi mà biết được cái người thương buôn này đang bị gãy cái trục xe đó, thì cái anh chàng thợ mộc này biết
mặc dù cái người này đó đang bồn chồn lo lắng, không có nói lên cái lời mà yêu cầu giúp đỡ, nhưng mà anh thợ mộc này biết, anh thợ mộc này đã đi tìm cái khúc gỗ, rồi sau đó nó đẽo thành cái trục xe và đem đến ráp vào thế vào cái chỗ mà cái trục nó bị gãy. Và khi mà làm giúp giùm cho cái anh thương buôn này vượt qua cái tai nạn khó khăn, nhưng mà cái người này á là không có đòi phải trả tiền công phí tổn gì hết, ha. Giúp đỡ cái người này với cái tâm mà vô vô tư, không có vụ lợi. Cái người thương buôn thì rất là vui mừng. Mình đang gặp nạn giữa đường mà có một cái người mà giúp đỡ cho mình như vậy đó, ở trong cái chỗ mà rừng rú vắng vẻ vậy là hết sức là quý báu. Rồi cái người thương buôn này đi đi buôn bán số hàng hóa này, thì cái anh chàng người thợ mộc này đó, anh ta làm cũng không có so đo tính toán. Nhưng rồi khi mà hết tuổi thọ thì anh ta sanh lại làm một cái vị chư thiên địa cầu ở ngay cái chỗ cái khu rừng đó, ngay chỗ mà anh ta đã đẽo làm cái trục xe. Thì thời gian sau anh ta đến buổi tối, anh ta đến cái nhà cái người thương buôn á, anh ta mới nói lên cái lời cái câu kệ ngôn, tức là khi mà chúng ta làm á, chúng ta cho ra thì sẽ được cả hai. Rồi cái người thương buôn này một hôm đến đảnh lễ Đức Phật và đã nói lên cái câu chuyện này. Thì ở đây chúng ta thấy rằng đó, khi mà chúng ta giúp đỡ cho ai á, thì chúng ta được những cái sự hoan hỷ, cái niềm vui ngay trong cái đời sống hiện tại. Thì cái anh mà lái buôn mà bị gãy cái trục xe này nè, lúc đó là cái tâm tư anh ta rất là sầu khổ. Trời ơi, bây giờ một hàng hóa chất lên xe mà đi giữa đường, giữa rừng, giữa rú mà bây giờ nó bị gãy cái trục xe như vậy rồi, bây giờ làm sao bây giờ? Nếu mà không đi được thì hàng hóa thì nó sẽ hư hết. Rồi bao nhiêu vốn liếng tiền của đã bỏ vào trong cái chuyến hàng này, mà nếu mà thất bại một cái là coi như khổ. Cho nên là cái người gặp nạn thì người ta đang đang sầu khổ. Thì cái anh này anh có điều kiện, anh giúp giúp cho cái người này. Thì sau khi mà chiếc xe mà nó vận hành được, nó chạy được, nó lăn bánh, thì cái người thương buôn á rất là hoan hỷ, rất là vui mừng, vượt qua được cái khổ nạn. Thì cái anh chàng thợ mộc mà khi mà thấy cái sự hân hoan vui mừng hoan hỷ của cái người lái buôn á, anh ta cũng 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 có một cái niềm vui. Anh ta hoan hỷ với cái sự mà mình giúp đỡ cho người khác vượt qua cái khốn khó. Cho nên á, khi mà chúng ta giúp đỡ ai một cái vấn đề gì đó, thì cái phước báo đời sống hiện tại là chúng ta cũng có một cái niềm vui, một cái sự hoan hỷ. Rồi xong cái phước báo này á, nó sẽ phát sanh đến cái lúc điều kiện, cái thời gian nó hợp thời, thì cái quả nó sẽ sanh khởi. Cho nên là cái phước thì không chỉ có trong cái đời sống những cái kiếp tương lai, mà nó còn có ngay trong cái đời sống hiện tại. Cho nên là ở trong Pháp Cú Kinh thì quý vị cũng có học những cái câu Pháp Cú Kinh mà Đức Phật dạy á,
Khi mà chúng ta làm phước thì hai đời vui. À, nó vui, nó tạo phước là tức là cái niềm vui ngay trong hiện tại. À, sanh thiện thú vui hơn thì tái sanh vào những cái cảnh giới tốt đẹp á, thì còn cái niềm vui nó còn còn phát triển, còn ngập tràn đó. Cho nên á là hồi đó các cái vị trưởng lão, ngài hòa thượng Pháp Lạc thì ngài nói là những cái người mà có trí tuệ, những người có sự hiểu biết thì là những người biết bố thí, biết giúp đỡ cho người khác. À, còn cái người mà thiểu trí là cái người bỏng sẻn, tham lam. À, cho nên á, cái bố thí của chúng ta không phải chỉ trong một kiếp hay là vài ba kiếp. À, mà nếu mà chúng ta làm đó, cái phước báo này á, nó sẽ trổ sanh cho ta trong rất là nhiều cái kiếp sống. À, nếu mà quý vị có đọc ở trong những cái cuốn mà hạnh tạng, tức là hay là hoặc là những cái lời mà khi mà các cái vị thánh nhân chứng đắc quả vị lậu tận, thì các ngài đọc lên những cái bài kệ cảm thán về cái công hạnh của mình đã làm, thì quý vị sẽ thấy rằng đó, cái phước mà bố thí cúng dường đến các bậc có giới hạnh, nó không những một vài kiếp mà nó có thể trải qua hàng trăm kiếp, hàng ngàn kiếp nha. Ở trong cảnh giới nhân loại mà cả ở những cảnh giới chư thiên, thì có những vị sau khi mà làm phước rồi đó, tái sanh về cái cõi cõi trời là những cái vị chư thiên, những vị phạm thiên. Rồi khi mà tái sanh ở cõi nhân loại thì có nhiều kiếp là những cái vị chuyển luân thánh vương. Đó. Cho nên là cái phước mà chúng ta tạo đó, nó không những lợi lạc quan hỷ trong hiện tại mà nó còn đem đến cái lợi ích thù thắng trong nhiều kiếp sống. Thì ở đây khi mà chúng ta có điều kiện chúng ta làm phước thì chúng ta hãy cố gắng nỗ lực làm với cái tầm hoan hỷ đầy đủ tâm tư hợp trí, thì nó sẽ đem đến những cái lợi ích tốt đẹp. Còn nếu mà những cái người cũng bố thí nhưng mà cái tâm còn si tính, còn so đo hay là hoặc là còn hối tiếc, thì nó cho cái quả cũng giống như cái tâm của người đó. Thì có một cái trường hợp á, một ông gia chủ giàu có, ông này ông cũng có nhiều thầy tớ, nhiều những cái người mà đầy tớ của ông làm ruộng, làm đôi tớ làm ruộng cho ông á. Thì một hôm đó là tới cái ngày mà cày đất để chuẩn bị mà gieo trồng, thì ông ta từ ở trong nhà ông ta đi ra thì mới thấy một cái vị tỳ kheo đi trì bình khất thực. Thì ông ta mới nói với mấy người gia nhân, những người tôi tớ trong nhà đó, tụi bay coi có cái gì không, đem đem đặt bát cho cái vị tỳ kheo. Thì mấy cái người tôi tớ trong nhà mới lấy cơm nước rồi vật thực rồi đem để bát cho cái vị tỳ kheo. Thì mới vừa để xong á
thì ông ta sực nhớ, ông ta để quên cái gì đó, ông ta mới quay trở vô. Ông ta quay trở lại đi vô nhà, thì lúc đó là người mấy người đầy tớ mới vừa để bát xong, thì ông ta mới lại ông ta nhìn vô cái bát của vị tỳ kheo, coi mấy người đầy tớ là để cho cái vị này vật thực gì. Thì tao ông ta mới thấy, ông ta sanh ra cái tâm hối tiếc. Ông ta mới nói, trong tâm ông ta mới nói chứ, trời ơi ông này cũng ăn ở không không mà đem mấy cái món này mà cho ổng chi, cho ít ít thôi, để rồi mấy người tôi tớ ở nhà họ họ ăn họ có lợi lợi ích hơn, họ ăn rồi họ làm công việc cho mình có lợi ích hơn, chứ ông này cũng ăn ở không, không có làm gì đâu. Đó. Thì khi mà ông gia chủ này ổng làm với cái tâm hối tiếc, thì quý vị biết rằng á, nhân nào thì quả nấy, cho nên là trong bảy kiếp sống á, ông ta sanh ra trong những cái gia đình khá giả không à, nhưng do cái tâm mà hối tiếc á, không? Ông ta sanh ra nhưng mà ông ta bị cái đường mà đi quá nó không không có thông, ông ta bị những cái chứng bệnh ăn không được, cái thực quản nó hẹp mà nuốt nuốt cái vật thực nó không có vô được, cho nên ông ta sanh ra trong gia đình khá giả giàu có, nhưng mà ăn uống được cái chết. Mà bảy kiếp sống như vậy, cứ sanh ra rồi cái sống được có mấy ngày, bị ăn uống không tiêu hóa vật thực không được, thành ra đâu có sống được, chết. Cho nên á, khi mà chúng ta làm, chúng ta bố thí, chúng ta phải có sự hiểu biết, thì cái quả nó được tốt đẹp an ổn cho chúng ta trong một cái đời sống. Còn nếu mà chúng ta làm, chúng ta không có sự suy xét đầy đủ hiểu biết về nhân quả, thì sao? Thì nó cũng có cho quả, nhưng mà quý vị biết rằng khi mà cái nhân mình gieo mà nó bị sâu mọt, nó bị thui chột, thì cái quả làm sao mà nó tròn tròn đủ được, nó tốt đẹp được hả? Cho nên là cái người mà hiểu biết, tìm kiếm được cái tài sản trong đời sống hiện tại, tạo sự an vui trong đời sống hiện tại, rồi khi mà mình biết sử dụng hợp lẽ cái tài sản này để bố thí cúng dường, gieo trồng những cái chủng tử, những cái phước báo tốt đẹp, là có được một hai cái đời sống, cái đời sống hiện tại được an vui, và chúng ta đi đến những cái đời sống tương lai tốt đẹp. Cho nên là cả hai ở đây đó, cả hai ở đây là hai mình ngay trong đời sống hiện tại và những kiếp sống tương lai. Những cái vật chất này là nó là cái điều kiện, những cái phương tiện để chúng ta tạo trữ những cái công đức phước báo. Còn với những người mà thiếu sự hiểu biết thì sao? Họ chấp thủ, họ gìn giữ, họ tích cóp, không có dám mà đem ra giúp đỡ bố thí những người khác. Thì sao? Thì những người này đó họ chỉ hưởng có một một đời đó thôi, họ không biết để mà gieo trồng ra đó. Thí dụ như cái người nông dân cũng vậy, sau khi mà thu hoạch một cái vụ mùa rồi đó, thì với cái người mà có trí, người ta sẽ chia ra làm hai phần.
à cái phần nào á mình sẽ sử dụng trong đời sống, còn cái phần nào đó mình để dành những cái lúa này để làm giống, để bắt đầu gieo tiếp tục trong cái mùa kế tiếp. À, còn nếu mà bây giờ á, cái người mà không không có trí tuệ, sau khi mà thu hoạch hết rồi, không chừa lại để một số để làm giống để tiếp tục trồng trọt mà tiêu xài hết, thì tới tới cái mùa đó, tới mùa thì không có lúa giống để mà gieo, lúc đó phải đi vay đi mượn chạy dạy đó, cho nên á là Đức Phật nói là cái người có được cái trí tuệ, tạo được của cải ở trong đời sống, có một cái đời sống hiện tại an ổn, tức là cái người đó có một mắt rồi biết sử dụng cái tài sản này để gieo trồng, làm phước, cúng dường bố thí giúp đỡ những người khổ đau, những người bần cùng neo đơn, thì cái người này đó là có hai mắt, biết sử dụng cho đời sống hiện tại và biết gieo trồng những cái phước báo trong cái kiếp sống tương lai. Cho nên là khi mà chúng ta cho ra thì chúng ta sẽ có sự an ổn, được cả hai, trong đời sống hiện tại và những kiếp sống tương lai. Cho nên Đức Phật đã dùng cái câu chuyện này để giảng giải cho cái người lái buôn nghe, từ đó là hội chúng được rất là nhiều lợi ích, nhiều người đã chứng đắc được đạo quả qua cái lời dạy của Đức Phật. Và khi mà chúng ta gieo trồng, chúng ta nói là hãy gieo nhân nào thì được quả nấy, chúng ta làm phước vật thì chúng ta phát sanh được cái tài sản, chúng ta làm cái phước đức thì chúng ta được mọi người quý mến, được cái địa vị, được mọi sự tán thán cung kính. Còn nếu mà chúng ta tạo phước trí thì chúng ta sẽ có những cái trí tuệ hiểu biết trong đời sống, rồi chúng ta có trí tuệ để hiểu biết các cái Phật, có giáo pháp, rồi nếu mà chúng ta dung bồi cái trí tuệ để đạt đến cái sự giải thoát thì đó là cái trí tuệ cao tột. Thì trong ba cái phước chúng ta phải vận dụng, nếu mà trong hoàn cảnh, trong điều kiện hợp thời, chúng ta tạo được phước nào thì chúng ta nhanh chóng chúng ta làm để gieo trồng, chuẩn bị cho cái đời sống tương lai. Thì qua cái mục trục quỷ sự này cũng xin chia sẻ giải đáp với quý vị đôi điều. Với phước báo này thì kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão pháp thể khang an, và kính chúc tất cả quý vị có nhiều sức khỏe an vui và dung bồi sự hiểu biết trí tuệ để cố gắng tu tập đạt được sự an vui trong đời sống hiện tại và những sự lợi lạc tốt đẹp trong những kiếp sống tương lai. Cầu mong tất cả chư thiên hoan hỷ, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ thì xin cung thỉnh Tây Tôn Đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ thêm về cái bài học ngày hôm nay. Xin mời đạo tràng. Nam mô Bổn Thầy giá. Bắt mô Bích Thầy giá, bắt mô Thầm Mà giá, bắt mô Sân Khai giá. Dạ, con xin thay mặt lớp học Tri Ân Sư Pháp Thanh đã giảng dạy cho chúng con bài học của ngày hôm nay. Dạ, bây giờ là tới phần câu hỏi và để cho các Phật tử có thể hỏi Chư Tăng và Sư Pháp Thanh sẽ trả lời câu hỏi cho chúng ta. Dạ, Nguyên Như xin mời chị Hà, anh Lý, Kevin, Hương Trang, Giang Nhất Hạ, mời đạo tràng. Có ai có mở hàng trước cho đắt không? Dạ, Nguyên Như xin kính mời mọi người nha.
Thôi Nguyên Như xin mời sư huynh Lý trước đi. Anh Lý cho câu hỏi mở hàng trước nha. Nguyên Như xin mời anh nè. Dạ, Nam mô Bụt Tha, dạ, Nam mô Đam Ma, dạ, Nam mô Sang Kha, dạ. Cảm ơn chị Oanh đã cho tín hiệu. chưa nghĩ ra được câu hỏi. Nguyên Như chưa mở hàng, nhưng tiệm tiệm chưa mở cửa mà khách đứng chờ rồi. con có cái câu hỏi này từ chiều tới giờ, con thắc mắc, thực ra thì cũng chẳng có liên quan gì tới bài học. Trong khi đạo tràng suy nghĩ về, có những câu hỏi suy nghĩ về bài học, thì con xin phép hơi lạc đề chút xíu nha thưa sư. Hồi chiều giờ con đang suy nghĩ về vấn đề tâm tướng vô thường, khổ não vô ngã, là đó là tướng của tất cả vạn pháp. Các pháp hữu vi đều có là vô thường, khổ và vô ngã. Tuy nhiên, tại sao Đức Phật ngài lại tuyên thuyết về ngài 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 không nói hết cả ba, mà ngài nói về cái pháp pháp khổ trong tứ đế, thì khổ khổ đế, tập đế là nguyên nhân của khổ. Ngài đưa ra cái vấn đề khổ mà ngài không không có cái vô thường và vô ngã ở trong cái tứ đế, tuy rằng nó có liên quan với nhau, nhưng mà nếu mà nói rõ ra thì ngài đưa ra cái vấn đề khổ là cái mà đầu tiên, là cái vấn đề của cuộc đời để mà ngài giải quyết cái vấn đề đó, trong khi cả tam tướng khổ là một, chỉ là một trong ba tướng. Và con có cái thắc mắc đó, con xin kính tri ân sư giải đáp, giải đáp thắc mắc đó dùm cho con. Và con xin xuống đây ạ. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Cái tướng là cái nó biểu lộ ra bên ngoài, để mình dễ thấy nhất. Đó. Ta nói là tướng tự tâm sanh, mà tướng tùng tâm diệt. Những cái người mà họ cọc cằn thô lỗ, sao quý vị sẽ thấy cái biểu hiện của cái người này ở bên ngoài á, nó không có tốt đẹp. Họ đi họ dung tay rồi này kia nọ, rồi nó qua nó lại là cái gương mặt là lầm liền liền đó đó. Cái đó là cái biểu lộ ra bên ngoài. Hoặc là cái khi mà cái người mà họ họ sân hận lên đó, thì sao cái đỏ mặt tía tai, rồi coi như là có nhiều khi mà nó rung cả thân người. Đó. Cái đó là cái biểu lộ ra ngoài, hay là gọi là hình tướng, hay là cái thô tướng. Thì quý vị biết rằng cả chúng sanh ở trong tam giới đều khổ. Cái khổ này không có riêng ai hết. Mà cái khổ này đó, ai cũng có. Nhưng mà có người nhiều, người nặng này, hoặc là ít thôi. Chứ còn ai cũng có khổ ở trong tam giới này, là khổ. Cho nên là cái tướng trạng đầu tiên mà Đức Phật đề cập tới là cái khổ. Khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết. Khổ do những cái lửa phiền não thiêu đốt. Lửa tham, lửa sân, lửa si. Đó. Cho nên qua cái khổ này nè, để chúng ta thấy rõ. Khi mà chúng ta hiểu biết rõ ràng đúng về cái khổ, rồi Đức Phật mới bắt đầu mới chỉ cái kế tiếp là cái gì, là cái tập, là cái nguyên nhân
cái nguyên nhân từ đâu mà có khổ đau này. À, đó, thấy không? Thì trước khi mà Bồ Tát thành đạo là cái khổ này nó đã có dẫy đầy ở trong thế gian này rồi. À, chúng phải là đến khi mà Đức Phật thành đạt thì mới thấy. À, quý vị thấy rằng cái khổ này là tất cả của mọi chúng sanh. À, từ những cái vị Đại Phạm Thiên cho đến cái người mà bần cùng, à, ai cũng khổ hết. À, còn mà những chúng sanh mà ở trong cái cảnh giới địa ngục thì nó còn khổ còn dữ nữa. À, cõi nhân loại nó không khổ nhưng mà còn đỡ một chút. À, rồi cái cõi mà ngạ quỷ súc sanh là Atula thì nó còn cũng khổ nhưng mà còn đỡ một chút. Còn mà cái cõi mà địa ngục thì thôi, là cái khổ đau nó liên tục trong từng sát na. À, cho nên nó là vì cái thô tướng này nè dễ thấy, ai cũng thấy được hết á, thành ra Đức Phật mới đề cập đến để Phật mới chỉ ra. Và trước đó thì cũng có nhiều vị giáo chủ cũng đã nói về cái khổ, nhưng mà mỗi người giải thích một một khía cạnh mà không đúng theo cái đường lối của chánh pháp. À, đến khi mà ngài chứng đắc quả vị chánh đẳng chánh giác thì ngài mới đề cập tới cái khổ, rồi ngài mới chỉ ra cái nguyên nhân của khổ. À, thành ra đó, khi mà chúng ta hiểu biết được à cái khổ, nguyên nhân của khổ thì sao, thì chúng ta sẽ thấy được hai cái tướng trạng kia. Cái khổ này là gì? Là vì nó luôn luôn nó chịu sự thay đổi. À, nếu mà nó không có sự thay đổi thì mình đâu bao giờ bị bệnh. À, đâu có già, đâu có chết. À, tại vì cái khổ này á, từ cái sự thay đổi, luôn luôn là thay đổi, luôn luôn là thay đổi. À, cho nên nó mới khổ. Và sao? Và vì chúng ta không điều khiển được các cái pháp. À, các pháp nó vận hành do nhân, do duyên. À, mình không thể nào can thiệp, mình không thể nào sai khiến. À, mình không thể nào mà điều khiển được nó. À, cho nên là vô ngã. À, đó, thành ra mình phải thấy được cái thô trước. À, rồi mình mới đi tới dần tới những cái sâu xa hơn. À, đó, thành ra đó, trong tứ diệu đế cũng vậy. À, tại sao mà Đức Phật đề cập đến cái khổ đế trước? Tại vì nó là cái hiện tướng thô tướng của tất cả chúng sanh. Rồi sao? Mới đến tập đế là cái nhân. À, do cái nhân ở đâu mà nó đưa tới cái khổ này. À, thì khi mà chúng ta hiểu biết à cái nhân thì Đức Phật mới dẫn tiếp. Nếu mà có cái khổ thì sẽ có cái hoàn toàn chấm dứt khổ đau. À, đó. Mà muốn đạt được cái trạng thái mà hoàn toàn chấm dứt khổ đau này là phải thực hành. À, cái khổ là do có cái nhân. Thì bây giờ á, cái chấm dứt hoàn toàn khổ đau nó cũng có cái những cái nhân phải thực hành. Đó. Thành ra đó, nó là những cái dế à đối lập với nhau, nhân quả. À, nhân quả, à, nhân bất thiện thì đưa đến khổ đau, nhân thiện thì đưa đến an vui. À, đó. Thành ra đó,
Mà từ đó mà chúng ta thấy rằng trong giáo pháp đề cập đến cái chân lý về cái sự khổ. Nhưng mà nhiều những cái học giả người ta lại nói là bi quan. Tại vì là đề cập tới cái sự khổ. Những người này họ nói vậy không phải, vì tại sao? Người ta muốn trốn chạy. Người ta không muốn nhìn thẳng vô cái thực tế của đời sống. Người ta muốn né tránh, khỏa lấp đi cái chân đế đó. Thì chính vì nếu mà chúng ta trốn chạy chúng ta không dám đối diện, không dám nhìn thẳng vào cái thực tế, cái sự khổ, thì chúng ta sẽ không hiểu được cái nhân từ đâu mà có khổ. Thì chúng ta không tìm ra hiểu được ra cái chân lý, mà không thấu triệt được cái khổ và cái nguyên nhân khổ, thì đâu có làm sao mà đạt được cái diệt đế và cái đạo đế. Đó. Cho nên Đức Phật chỉ ra cái khổ không phải là bi quan. Chúng ta nhìn thực tế của đời sống và Đức Phật mới chỉ ra cái cách để mà qua cái đó. Không? Khi mà mình bị bệnh mà phải nhìn đúng cái căn bệnh của mình. Đúng cái nguyên nhân, nguồn gốc cái khởi sanh cái bệnh thì mới trị được, mình mới trị dứt cái bệnh được. Còn mình né tránh, mình không không nhìn thẳng vào cái bệnh tật, mình không tìm hiểu đúng cái nguyên nhân mà mình cứ khỏa lấp thì mình sẽ mang cái bệnh đó suốt đời. Cho nên là đạo Phật không phải là bi quan, mà cái khổ này không phải riêng chỉ những người mà hiểu biết về Phật giáo không, mà tất cả chúng sanh ở trong tam giới này, không riêng một ai, từ hạng phàm phu, từ kẻ bần cùng cho đến hàng vua chúa, cho đến bậc thánh hữu học, cho đến các bậc thánh lậu tận mà còn mang thân ngũ quẩn là còn khổ. Chỉ điều khác nhau là các vị thánh lậu tận thì các ngài cái khổ ở trên cái thân, nhưng mà cái tâm của các ngài thì không còn khổ nữa. Nó chỉ khác biệt một chút đó thôi. Chứ còn chúng sanh còn trâu lăn trong tam giới này, còn mang thân ngũ quẩn là còn khổ. Xin giải đáp cái câu hỏi của chú Lý, và chúc chú nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá, nam mô Tam Ma Giá, nam mô Sang Ca Giá. Dạ, con kính lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính lễ sư Thanh Tâm, con kính lễ sư Nguyên Tâm, con kính lễ sư Pháp Thanh. Dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ, kính thưa sư, có câu hỏi về về cái câu chuyện này, vị thanh niên mà giúp vị thương buôn làm với tánh, với cái tâm hoan hỷ và không có tính toán, và được quả thiện sau này. Vậy con có câu hỏi về giả sử, nhưng mà nếu mà một người nào đó có một có một đồng mà họ cũng mà họ chỉ có một đồng thôi, mà họ cũng nghèo, và nếu mà họ có, và họ có hai cơ hội để giúp người. Một là giúp người người không có giữ tam quy và ngũ giới, mà họ cũng nghèo, mà họ cần một đồng này để mà sống, bằng không là họ có thể là chết đi, cho ví dụ là chết đi. Mà và họ thì một vị thí chủ có một đồng, một là họ cho cái người nghèo này đang bị hoạn nạn, nếu mà không có một đồng này họ có thể chết, và họ có thể dùng một đồng đó cúng dường trai tăng cho quý sư, và biết được quý sư có giữ tam quy và ngũ giới thì của quả phước nó sẽ
trội hơn là cho cái một vị, cho một vị không có giữ tam quy và ngũ giới. Vậy kính hỏi sư, cái người mà có một đồng đó đó, họ có cần suy họ có cần tính toán là cho một đồng này cho quý sư, cho người nào mà có tam quy ngũ giới để mà họ có được quả quả tốt hơn, nhiều hơn, hay là họ nên cho một đồng là cho một người có thể bị chết đói? Dạ con xin chị Hằng sư trả lời cư sư ạ. Dạ, vậy người có một đồng này nên cho ai sư dạ? Và quả phước báo sau này sẽ ra sao dạ? Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Ga giá. Thì bây giờ đó, tất nhiên thì khi mà chúng ta, nếu mà chúng ta dâng cúng đến những cái bậc mà có giới hạnh thì cái phước báo nó sẽ cao thượng tốt đẹp hơn. À, còn nếu mà chúng ta cho cái người mà không có giới thì nó cái phước nó sẽ thấp hơn. Nhưng mà cái trường hợp này đó, cái người mà đang bệnh nặng mà người này cũng là cái người đàng hoàng, à, nhưng mà bây giờ người ta đang khốn khó, có thể mất mạng, à, mà nếu bây giờ mình so đo, mình tính toán á, à, thì mình sẽ không có giúp đỡ cái người này, không? À, mình để mình đi cúng dường chư tăng này kia nọ là cúng dường tam bảo, à, nhưng mà bây giờ trước cái sự khổ đau, à, trước cái sống chết của một người đó, thì mình có thể mình giúp người ta, à, để cho người ta có thể có cái sự sống, biết đâu chừng họ sống thì họ sẽ làm thêm những cái điều thiện sao, à. Còn bây giờ á, một người mà nếu bây giờ á, là họ khổ sở nhưng mà họ nghiện ngập, à, họ nghiện rượu, họ nghiện xì ke ma túy đó. Bây giờ nếu mà cái họ đang khổ về những cái này thì mình không có nên giúp, tại vì những cái người này nó thiệt chứ, bây giờ có bao nhiêu giúp họ cũng không đủ đó, à, cho nên đó là hai cái trường hợp khác nhau đó. Bây giờ sư cũng có đọc một cái câu chuyện, cái anh này nè, anh này thì cũng một cái người nông dân làm ăn đàng hoàng, không? Nhưng mà bây giờ anh ta có ba quan tiền, à, mà bây giờ á, bà mẹ và bà vợ hai người cũng bệnh nặng hết, à, bây giờ đi hốt thuốc mà hai thang thuốc thì nó tới 6 quan tiền, mà anh ta có 3 quan, mà bây giờ á, bỏ bà mẹ thì cũng không đành, à, bỏ bà vợ cũng không được, à, thành ra anh ta cầm 3 quan tiền anh ta cứ phân vân hoài, à, rồi anh ta buồn tủ quá anh ta khóc, thì gặp một cái ông này á, ông này ông mới hỏi là tại sao mà cậu khóc, anh này mới nói cái hoàn cảnh là ảnh bây giờ vậy đó. Bây giờ là ở nhà có bà mẹ với người vợ mà ai cũng bệnh nặng hết, cũng gần chết hết, à, mà bây giờ đi hốt thuốc là hai thang thuốc thì nó tới 6 quan tiền, à, mà ông chủ tiệm thuốc là ông có cho thiếu, à, bây giờ á là không biết hốt hốt cho ai, à, hốt cho bà vợ, à, cứu bà mẹ thì bỏ vợ, mà cứu bà vợ thì bỏ mẹ, đó, thấy không?
cái ông này ông cái ông đó ông hỏi xong nghe nói vậy thôi không thấy tội nghiệp, ông cho anh này thêm 3 quan tiền nữa à, để cứu cả hai người đó. Thì sau khi mà bà mẹ với bà vợ mà mạnh lạnh là anh này một thời gian người ta đến là để đền ơn à, cái ông này đó. Thì trong cái vấn đề mà đôi khi á, chúng ta làm đã nói sao thi ân thì bắt cầu báo, người khi mà mình làm á, mình không có cầu mong người khác người ta phải phải đền ơn cho mình à, nhưng mà cái quả phước tự nhiên nó sẽ đến à. Còn nếu mà trong khi mà chúng ta tạo phước á, chúng ta còn cái tâm si tính so đo à, thiệt hơn rồi à, cái nào có lợi nhiều cái nào lợi ít thì sao cái tâm mình nó còn hạn hạn lượng à, thành ra đó, cái bố thí mà ba la mật á, parami đó, tức là mình không còn cái sự so đo suy tính à, bây giờ khi mà cái gặp cái người này họ đang khổ, họ bệnh nặng sắp chết này, là cái vị bồ tát là giúp liền, không có so đo tính toán gì hết, không cần biết cái người này có giới không có giới gì hết, kệ nó, giờ thấy họ đang khổ đang cần sự giúp đỡ cái vị này bố thí liền à. Còn nếu mà mình hạng phàm nhân thì có đôi lúc mình cũng còn so đo, cũng còn suy tính à, mình gieo cái nào thì nó sẽ đem đến cái lợi lộc, cái quả nó nhiều hơn à, thành ra khi mà nếu mà chúng ta mà bố thí để tạo các cái pháp độ ba la mật parami á, thì chúng ta không suy tính à. Bây giờ gặp cái trường hợp này, người này đang cần sự giúp đỡ, mình giúp à, không suy từ tính toán hay là không có cầu mong bất cứ một cái gì à, thì cái đó là cái tâm tư của cái vị Bồ Tát thì nói vậy. Thì nói chứ trong cái phàm nhân của mình á, thì cũng có đôi chút ha, đôi chút nó cũng còn hạn hạn lượng, cũng còn suy tư thiệt hơn tính toán rồi cái nọ à, nhưng mà chúng ta tập dần à, tập dần tạo thành những cái vị mà coi như Bồ Tát đi à, tạo tập dần những cái hạnh nguyện à, mình bố thí mình giúp đỡ cho ai à, với cái tâm buông xả à, không tính toán, không có so đo thì cơn không có ấy, thì nó sẽ à, trở thành cái ba la mật parami à, thì à, nó sẽ tốt đẹp hơn à, xin giải đáp cái câu hỏi của chú Parami Panya Rangsi à, chúc chú nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ, à, con kính xin thay mặt đạo tràng tri ân sư Pháp Thanh đã trả lời câu hỏi cho anh Lý và anh Mỹ. Dạ, bây giờ chúng ta cũng còn một phút còn lại. Như xin kính mời đạo tràng có thể đặt một câu hỏi nào nữa trước khi chúng ta kết thúc bài học ngày hôm nay không ạ? Như xin nhường mic lại cho đạo tràng nha. Dạ, bà sư, nếu mà đạo tràng không có câu hỏi nào, con xin kính hỏi sư một cái câu hỏi nó hơi lạc đề tí xíu.
Trong cái pháp lục hòa đó bạch sư, khi mà chúng tăng mình tu trong một tu viện hoặc là mình đi một cái đoàn thể mà lớn như một cái company như vậy đó, thì con nhớ là cái pháp lục hòa như vậy là Đức Phật có dạy cái đó là trong kinh Pali hay không, hay là chỉ có là những tổ dạy thôi bạch sư? Và con xin dâng mic lại cho sư để sư có thể trả lời câu hỏi cho Nguyên Như ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Thì trong cái mà sự hòa hợp đó, thì Đức Phật có dạy bảy cái pháp mà khi thực hành thì sẽ làm cho cái giáo pháp nó được hưng thạnh. Thì trong đó là hàng tứ chúng phải có sự hòa hợp với nhau, tức là hội họp trong quan hỷ và chia tay trong quan hỷ. Thì sau này thì các cái vị tổ bên Bắc truyền thì mới dạy là lục hòa, thân hòa, khẩu hòa, giới hòa, ý hòa, lợi hòa. Thì nó cũng nằm ở trong những cái pháp mà Đức Phật dạy. Tức là chúng ta sống, chúng ta phải có sự tương kính lẫn nhau. Người, những cái vị trưởng lão phải thương mến, giúp đỡ những vị sa di, những vị tân tỳ kheo. Những vị sa di, những vị tân tỳ kheo á phải có sự cung kính, tôn trọng đối với các vị trưởng lão. Phải chia sẻ với nhau những cái lợi lộc, rồi phải gánh vác những công việc ở trong tự viện, thì cái đời sống nó sẽ an ổn. Còn nếu mà các cái vị mà trưởng lão mà mình không có quan hỷ, không giúp đỡ, không dạy dỗ, chia sẻ những cái kiến thức, những cái hiểu biết đến những cái vị tân tỳ kheo, những vị sa di, rồi mình không có chia sẻ những cái phần lợi lộc, thì sao? Thì bắt đầu ở trong chùa nó sẽ không có sự quan hỷ, không có nỗ lực cùng nhau để tu tập, không có hòa đồng nhau trong các cái phận sự, thì nó sẽ đi đến cái chỗ là cái chùa nó bị suy yếu đó. Thành ra đó, từ những cái pháp này mà không phải là ở trong chùa không, mà ở trong gia đình cũng vậy, mà trong quốc độ nào cũng vậy, Đức Phật đã dạy cái bảy pháp này, là bảy pháp này. Khi mà cái ông quan đại thần đó, ông đi đến ông hỏi Đức Phật, thì Đức Phật nhân đó mà đã dạy để ông về ông nói lại với nhà vua, và nhân đó thì Đức Phật cũng dạy chư tỳ kheo bảy cái pháp để mà gìn giữ cái tăng đoàn nó được vững vàng mạnh mẽ, và cái giáo pháp nó được hưng thạnh, hưng thạnh, tốt đẹp. Thì xin giải đáp các câu hỏi của Nguyên Như, và chúc con nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, con xin tri ân lời dạy của sư. Bạch sư, nếu như vậy, nếu mà trong một cái tăng đoàn mà có những người họ bực bội, họ không thích vị thầy tổ của mình, rồi họ ra tự lập cái môn tự riêng, rồi có một đệ tử riêng, như vậy nếu mà những người Phật tử mà không biết nhìn vô, họ có thể nói là giống như vị tăng hay là vị ni hay vị sư này có thể là phạm vào cái bảy cái pháp mà sư mới vừa nói cho chúng con biết không được sư? Dạ, con xin dâng mic lại cho sư ạ.
Hello, dạ thưa đạo tràng, có nghe được âm thanh của Nguyên Như không ạ? Sa thú, sa thú. Dạ hồi nãy Nguyên Như đọc câu hỏi, con không biết là đạo tràng có nghe được âm thanh của con không ạ? Dạ con cũng thấy là anh Lý có thể kính thỉnh sư có thể đọc cho chúng con lại cái trùng tuyên lại bảy cái pháp cho chúng con được nghe một lần nữa không bạch sư. Dạ Nguyên Như con xin dâng mic lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Thì quý vị thấy rằng nếu mà chư tăng mà không có sự hòa hợp mà mạnh vị nào nấy ấy thì quý vị thấy là trong cái thời gian mà coi như là sau khi Đức Phật nhập diệt mấy trăm năm bắt đầu nó manh nha, nó chia phe rẽ phái à, đó từ đó mà Phật giáo bắt đầu suy yếu à, mà Đức Phật đã thấy biết trước những cái điều này rồi thì Đức Phật đã dạy bảy cái pháp để làm cho tăng chúng là có sự tốt đẹp à, một là chư tỳ khưu thường tụ tập hội họp đông đảo với nhau à, tức là ít lắm đó, một tháng là chư tỳ khưu phải phải họp với nhau 2 kỳ để làm lễ phát lộ. Thứ hai, chư tỳ khưu phải tập hợp và giải tán làm tăng sự trong ý niệm đoàn kết à, tức là chúng ta hội họp à, chúng ta sám hối những cái tội lỗi rồi mình nhờ các vị đồng phạm hạnh có thể là chỉ những cái lỗi lầm của mình để mình sửa đổi đó. Rồi mình hoan hỷ với cái sự mà chỉ dạy đóng góp đó à, thành ra đó hội họp tập hợp hội họp trong đoàn kết và chia tay trong đoàn kết. Thứ ba là chư tỳ khưu không định đặt thêm những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những điều học đã được ban hành, sống đúng với những học giới đã chế định à. Thì quý vị thấy rằng cái kỳ mà kết tập tam tạng mà nó chia ra là thượng tọa bộ với đại chúng bộ là gì, là vì những cái vị này á đặt thêm những cái điều mà trước kia Đức Thế Tôn chưa có chế định à, rồi xóa bỏ một số điều mà Đức Thế Tôn đã chế định. Cho nên đó là khi mà Đức Thế Tôn hỏi Ngài Ananda vì tôn kính và để gìn giữ các cái học giới mà Đức Thế Tôn đã chế định, cho nên là không có xin bỏ bớt bất cứ một điều nào à. Cho nên bây giờ nếu mà những cái vị nào mà tự ý đặt thêm hay là hoặc bỏ bớt là cái gì đó là không có làm cho giáo pháp được bền vững. Thứ tư là tỳ khưu biết tôn kính đảnh lễ cúng dường các bậc trưởng lão như các bậc thầy của tăng chúng và nghe theo lời dạy của những vị này à, thì phải như hồi nãy sư nói là các vị mà sa di tăng tỳ kheo thì phải biết dâng lời, phải có sự cung kính theo cái lời dạy của các cái vị trưởng lão à. Thứ năm là chư tỳ khưu không bị chi phối bởi ái kết sanh hữu, tức là sao, là coi như là bắt đầu là mình chia phe rẽ phái à, thầy của tôi giỏi, cái phái của tôi, cái nhóm tỳ kheo của tôi là giỏi hơn, cái nhóm mà trì luật là giỏi hơn cái nhóm là trì kinh hay là đó, đó là những cái pháp mà nó làm manh nha, nó chia rẽ làm suy yếu cái tăng đoàn. Thứ sáu là chúng tỳ khưu không thích sống ở những cái nơi yên tịnh, tức là sao à, chư tỳ khưu thính thích sống ở những cái nơi mà đông đảo à, có nhiều cư sĩ
ai rồi kia nọ. Thì khi mà sống ở những cái nơi đông đảo như vậy đó thì sao, dễ vui rồi quên đi cái nhiệm vụ là học pháp hành pháp của bản thân mình. Thứ bảy là chúng tỳ khưu tự thân trú chánh niệm khiến các vị đồng phạm hạnh có giới khi chưa đến thì muốn đến, khi đã đến được sống an lạc. Tức là bản thân của các vị tỳ kheo đó thì phải người tự trú trong an trú trong cái chánh niệm, để cảm hóa các vị khác, những cái vị mà chưa đến, nghe về cái lời tán thán tốt đẹp các vị này muốn đến, rồi những vị mà đã đến thì được sống trong một cái đời sống an trú an lạc. Thì cái thời gian cũng không còn nhiều, sư cũng xin tóm lược bảy cái pháp mà Đức Phật dạy chư tỳ kheo phải thực hành để cho cái tăng đoàn nó được vững mạnh và giáo pháp được bền vững lâu dài. Thứ nhất là chư tỳ khưu thường hội họp, thứ hai là phải hội họp và chia tay trong sự đoàn kết, thứ ba là không định đặt thêm những điều học và không hủy bỏ những điều học đã được chế định, thứ tư là chư tỳ khưu phải biết tôn kính đảnh lễ dâng lời các bậc trưởng lão, thứ năm là chư tỳ khưu không có chia phe rẽ phái, thứ sáu là không thích sống ở nơi yên tĩnh, thứ bảy là chư tỳ khưu phải tự thân trú chánh niệm làm cho các vị đồng quan hạnh đồng phạm hạnh có sự quan hỷ, khi chưa đến thì muốn đến, khi đã đến được sống an lạc. Thì đó là bảy cái pháp mà Đức Phật dạy. Và cầu mong chư tôn đức pháp thể an, và kính chúc tất cả quý vị khỏe mạnh an vui. Nam mô Bụt Tha giá. Nam mô Bụt Tha giá. Sa thú sa thú sa thú. Và nguyên như con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân rất những lời dạy rất là quý báu của sư Pháp Thanh. Con nghĩ cái đó không phải là ở trong chư tăng mà ở ngoài đời, trong từng gia đình, trong từng cái hội đoàn, những cái nơi nếu mà mình học được cái pháp này thì cũng rất là sa thú bạch sư. Và nguyên như con thấy thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay bạch sư. Và con xin dâng đức lại cho sư Nguyên Thông ạ. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba buddha anupavena sada sauti bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhamma anupavena sada sauti bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sangha anupavena sada sauti và văn tu tê. Tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú sa thú sa thú. Và con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp. Dạ đề quá ta san ti vi ha ra wa si ni thu be kha re bo thi kha re ta hình ta hình. Ta tham ma da ne na pha văn tu phu chi ta so thân ca ron te tha vi ha ra măng đà lê. Thế ra cha man cha na wa ca cha phân kha vô sa ra mi ca da na pa ti u pa sa ca. Ga ma cha de sa ni ga ma cha i sa ra sam ba na phu ta su khi ta pha văn tu te.
cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ra tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa răng ta tình cha te sam be bi đúng kha sa ca ron tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng tham mô tham man tha ra cha bung ga la sang khô hô tu sa mắc go wa an tha ya cha hi ta ya cha am he răng kha tu san tham mô sam bê bi tham ma cha ri no gu thân sam ba bu nay ya ma tham ma ri yam ba we đệ tê y đằng hô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô ý đằng quá tám nề buồn nhằn à sáu quắc khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm, trong ngày vị lai. Và Nguyên Như con xin kính mời chư vị Phật tử trở lại Nguyên Như Kỳ Viên vào tối ngày mai, và chúng ta sẽ học được những bài học rất là hay về ngạ quỷ sự do sư Phát Thanh thuyết giảng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.